lấy cái phân của con trâu bò nó thải ra thì anh lại nuôi con giun quế. Thì từ cái con giun quế đấy nó quay vòng, thì con giun quế đấy nó nuôi con ba ba, con cá, con gà của anh. Một cái mô hình khép kín của anh nó là như thế. Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, nơi anh ở, người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ kinh doanh ô tô. Nhưng anh Cường lại có niềm đam mê với nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, bươn trải với nhiều ngành nghề. Sau cùng, vợ chồng anh Cường quyết định lựa chọn Đoan Hùng là nơi thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình. Với số vốn tích góp được, tháng 3 năm 2019, anh bắt đầu mua 10 hectare đất đồi, san ủi và xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Anh Cường luôn cố gắng học hỏi và tâm niệm, gian khó rồi mới đến thành công. Quan trọng nhất là bản thân không nản chí để làm tốt. Hiện giờ mô hình trang trại chăn nuôi khép kín của anh đang trong giai đoạn phát triển tốt, bắt đầu cho hiệu quả kinh tế. Câu hỏi đầu tiên muốn dành cho anh ạ. Vậy xuất phát từ đâu mà anh có ý tưởng là phát triển cái mô hình trang trại chăn nuôi khép kín tại quê hương Đoan Hùng như thế này ạ? Bản thân đã đam mê rồi mà đi xem những cái mô hình người ta làm chăn nuôi ấy, thì mình lại càng càng đam mê. Thế thì khi mà đam mê như thế, là trong quá trình đam mê như thế thì mình phải nghĩ bước đầu là phải có đất. Thế thì phải đi mua đất. Thế khi mà đi mua đất được thì phải cái hướng lên phát triển là chăn nuôi những con gì mà đảm bảo cái an toàn vệ sinh. Đấy, mà có nghĩa là mình làm sao mà sau này mình đưa cái thực phẩm của mình ra nó phải an toàn. Anh Cường luôn đặt ra bài toán nuôi con gì, đầu ra như thế nào và sản phẩm có được khách hàng ưa chuộng. Anh thực hiện mô hình chăn nuôi hoàn toàn mới theo chuỗi xoay vòng, sử dụng nguồn phế thải của trâu bò để nuôi giun quế. Từ giun quế lại nuôi cá, ba ba và gà. Với 10 hectare đất, anh Cường phân thành từng khu chăn nuôi riêng biệt. 4.000 mét vuông, anh xây chuồng kiên cố, thoáng mát vào mùa hè để nuôi 100 con bò sinh sản và hơn 200 con trâu bò vỗ béo lấy thịt. Hệ thống chuồng trại anh thiết kế khoa học hợp lý. Anh chia thành các dãy riêng biệt, có mái tôn chống nóng, lối đi ở giữa cùng hệ thống máy bơm nước công suất lớn. Hàng ngày công nhân thường xuyên tắm cho vật nuôi, vệ sinh chuồng trại nhiều lần. Chất thải được thu gom nuôi giun quế. Với mỗi con vật thì sẽ có những cái đặc tính riêng. Vậy thì anh đã thực hiện cái việc chăm sóc chúng ra sao ạ? Mình phải hiểu đặc tính của con trâu, con bò, nó ăn cái gì, dinh dưỡng nó ra sao. Rồi đến cái con ba ba, con bò thì anh nuôi nó là nuôi nhốt tập trung, chứ anh không chăn thả ra ngoài. Thì cái dinh dưỡng của nó thì gồm có cỏ, có ngô cỏ và cây mía ủ, đấy, cỏ tươi, rơm và một ít chất tinh bột. Thế còn con ba ba ấy, thì đặc tính của nó là ở dưới nước, đấy, và đẻ là đẻ trên cát. Thì anh cũng đã làm cho nó cái chỗ để nó sinh sản. Rồi là khi mà nó ở dưới nước thì nó ăn những cái mà như anh vừa nói trên ấy, là nó ăn con giun quế. Mà con giun quế đặc biệt cái độ đạm rất là cao. Cá thì anh nuôi con cá nheo. Thì cái cá nheo đấy nó cũng là cái dòng ăn thịt. Mà nó có hay ở cái là ở địa phương đây là rất nhiều cái ốc bươu vàng. Đấy, bà con là đi gom về để anh mua thì anh đập nó ra anh cho con cá nheo nó ăn. À, con gà thì hiện bây giờ anh đang nuôi theo hướng công nghiệp. Nuôi là nuôi cám theo hướng cám công nghiệp. Tới đây thì anh cũng có cái định hướng là nuôi thả đồi đấy. Cũng đưa ra cái thị trường là cái chất lượng nó tốt hơn. Theo anh Cường, trâu bò khi mới mua về được nhốt riêng 2 tuần để làm quen với chủ và môi trường mới, đồng thời để theo dõi, xử lý các vấn đề về sức khỏe. Sau đó được nuôi nhốt sang dãy đối diện. Môi trường tốt làm cho con vật nuôi khỏe, hay ăn chóng lớn, sinh sản và phát triển nhanh. Việc sinh sản của trâu bò được trực tiếp vợ chồng anh thực hiện luôn. Anh Cường trồng hơn 3 hectare cỏ voi và thu mua rơm rạ của bà con cũng như kết hợp ủ thêm ngô làm nguồn thức ăn chính cho đàn trâu bò. Bên cạnh đó, anh Cường còn xây dựng một khu chuồng riêng để nuôi giun quế. Nuôi giun quế không đòi hỏi số vốn lớn hay kỹ thuật phức tạp. Mỗi ngày người nuôi chỉ cần cho giun ăn một lần vào buổi sáng. Kiểm soát tốt nguồn thức ăn không nhiễm hóa chất, tồn dư muối, vôi, dễ làm giun trướng bụng, tím tái. Ngoài ra không cần sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Bắt tay thử nghiệm, anh Cường nuôi gần 200 con ba ba giống nhập từ Yên Bái. Nguồn thức ăn của ba ba rất dễ kiếm. Bởi ốc bươu vàng được người dân bắt bỏ đi, thì anh lại thu gom và mua để làm nguồn thức ăn chính cho ba ba. Muốn nuôi ba ba thành công, trước khi thả phải phơi ao, rắc vôi bột để diệt sạch mầm bệnh. Đối với ba ba 2 tháng tuổi, mỗi ngày cho ăn 2 lần, 4 tháng trở đi chỉ 1 lần một ngày.
Khi ba ba sinh sản thì cho ăn bổ sung thêm đầu tôm, cá. Theo anh Cường, nuôi ba ba chi phí đầu tư thấp, ít công chăm sóc, kỹ thuật nuôi đơn giản nhưng hiệu quả kinh tế khá cao. Hiện nay thịt ba ba được rất nhiều người ưa chuộng nên đầu ra luôn ổn định. Anh Cường dành hơn 2.000 m2 làm khu chuồng nuôi 2 vạn con gà di giống Hòa Bình. Đây là giống gà, tuy trọng lượng nhỏ nhưng chất lượng thịt thơm ngon, khả năng kháng bệnh tốt, nuôi 4 đến 5 tháng sẽ được xuất chuồng. Đầu năm 2019 bắt tay khởi nghiệp thì cuối năm trang trại chăn nuôi của anh bắt đầu cho đầu ra ổn định. Châu bò đang giai đoạn sinh sản, ba ba cứ một năm sinh sản 6 lứa. Gà di anh đã xuất bán được 2 vạn con, còn run quế, một năm thu được 500 tấn phân xuất bán. Anh Cường chia sẻ, từ năm thứ 2, thứ 3 trở đi, kinh tế sẽ cho thu nhập đều và ổn định hơn. Như anh chia sẻ thì cái nguồn thức ăn thì anh thường là tận dụng sẵn có tại địa phương đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái quy trình chăn nuôi khép kín cũng như là quay vòng giữa các con vật mà tạo thuận lợi trong quá trình chăn nuôi của anh. Khi bà con mà thu hoạch cái bắp ngô ấy, nếu bà con mà không thu hoạch bắp thì anh mua cái giá nó cao, là tương đương với 1.100 đồng trên 1 kg. Thế còn nếu bà con mà thu bắp rồi thì một là anh đi xin lại, hai là anh mua. Đấy, thì cái giá nó cũng dao động về đến trại nó khoảng 200-300 đồng trên 1 kg. Cái đấy thay vì bà con là đốt bỏ nó đi, nó ảnh hưởng đến môi trường, thì anh lại vừa xin vừa mua về. Thì anh về anh băm nó ra anh ủ. Thì trong cái quá trình anh ủ thì anh cũng có dùng cái men MA để là tạo lên men. Lấy cái phân của con trâu bò nó thải ra thì anh lại nuôi con giun quế. Thì từ cái con giun quế đấy nó quay vòng, thì con giun quế đấy nó nuôi con ba ba, con cá, con gà của anh. Một cái mô hình khép kín của anh nó là như thế. Với một trang trại mà với diện tích lớn như thế này ạ, anh đã phân chia thành từng khu riêng. Vậy thì cách phòng trừ dịch bệnh của anh thì được thực hiện như thế nào? Con trâu con bò thì nó cái như một số cái bệnh quan trọng nhất là nó là cái tụ huyết trùng, cái lở mồm long móng. Khu vực mà chăn nuôi con ba ba ấy thì mình đã có một cái bệnh xá riêng ở dưới ao. Có nghĩa là khi con ba ba nó vào cái mùa sinh sản ấy thì nó hay đánh nhau. Nó đánh nhau. Nếu đánh nhau thì nó xước xát thì là mình đã có một cái bể ở giữa ao. Và mình làm một cái đường đi từ ở ngoài bờ đường vào đến giữa ao. Thì khi mà mình mà những con ba ba mà nó đánh nhau như thế thì bao giờ nó bị đau thì nó cũng vào ven bờ. Thì vào ven bờ thì mình phát hiện ra như thế thì mình bắt nó, mình đưa vào một cái bể ở giữa ao để mình chữa trị, mình nuôi dưỡng nó. Khi mà nó khỏe rồi thì là mình lại thả nó xuống bình thường. Còn con giun thì tuyệt đối là không có vấn đề gì. Kể cả nó có bị ảnh hưởng cái gì đi chăng nữa thì nó chết đi nhưng nó còn cái trứng của nó. Đặc tính của con giun là như thế, nó còn cái trứng, cái kén của nó thì không bao giờ hết được. Nếu đã là con giun thì không bao giờ nó chết hết được. Đấy, trừ khi mình bỏ nó đi thôi. Sau một năm bắt tay thực hiện cái mô hình trang trại chăn nuôi khép kín, vậy thì anh có thể chia sẻ với chương trình kinh nghiệm lớn nhất của bản thân anh là gì không? Khi đã thực hiện được cái mô hình như thế này rồi thì nó có, trong cái quá trình đấy nó cũng có những cái khó khăn. Nó cũng có chứ không phải là không có, không phải là thuận tiện hết. Thế nhưng đặc biệt là tôi không bao giờ tôi từ bỏ được nó. Tôi phải quyết tâm, mà quyết tâm để mà vươn lên, vượt qua nó để đi đến những cái thành công nhất định. Với rất nhiều bạn trẻ cũng muốn phát triển nông nghiệp, đặc biệt là từ chăn nuôi khép kín như anh, vậy thì anh có những cái lời khuyên như thế nào muốn chia sẻ ạ? Nếu các bạn đam mê thì các bạn sẽ thành công. Trong cái quá trình mà làm thì các bạn phải lên tìm hiểu sách báo đài và đi thăm những cái mô hình mà mình phải dành cho nó. Mình đúc rút nó rồi mình mang một quyển sổ đi, cái bút đi để ghi chép những cái gì được, những cái gì chưa được, về mình tổng hợp lại. Tôi chỉ làm theo cái mô hình mà mình, cái tiềm năng kinh tế của mình nó cho phép như thế, chứ đừng có quá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vùng đất khó không thể làm chùn bước những con người luôn có ý chí và khát vọng vươn lên làm giàu ở trên bước đường khởi nghiệp. Và chúc cho những dự định của anh sẽ sớm trở thành hiện thực, cũng như là cái mô hình trang trại chăn nuôi khép kín của anh sẽ thành công hơn nữa.